Vâng, và chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Bảo Audio. Hôm nay thì bên đơn vị của Bảo Audio sẽ đi lắp đặt một cái bộ dàn nghe nhạc karaoke mà cho một vị khách, một chủ đầu tư ở bên khu vực Hà Đông gần bệnh viện K Tân Triều. Các bác nhá, thì các cái món mà anh ấy đã lựa chọn tại shop nhà em ngày hôm nay thì sẽ có một số sản phẩm như sau. Ở đó một cặp loa huyền thoại đến từ thương hiệu Waffedel, đó là Waffedel Linton 85, một trong những sản phẩm mà có cái hãng âm thanh đến từ Anh Quốc có tuổi đời lên tới là hơn 90 năm, thậm chí là bây giờ là tới 95 năm rồi. Và anh khách thì anh ấy rất là thích về cái thiết kế của nó, bởi vì anh là người không phải dân chơi chuyên, nhưng mà anh thích cái gì đó nó phải đẹp để anh decor ở nội thất ở nhà. Và anh cũng đã lựa chọn một cái giải pháp để mà vừa nghe nhạc và hát karaoke, do là anh cũng hay đi công tác mà ở nhà ít thì lâu lâu muốn giải trí một chút, thì anh chị đã lựa chọn một sản phẩm mà shop tư vấn cho anh ý, một sản phẩm rất phù hợp, một thương hiệu từ Mỹ, đó là Boston Acoustic BA2250 các bác nhé. Thì cái con này thì nó sẽ đảm bảo tất cả cái tiêu chí như là nghe nhạc, xem phim hay là hát karaoke đều được, và công suất khá là khỏe. Và để tăng thêm tiếng trầm nữa thì một vị khách lựa chọn thêm một sản phẩm nữa là một chiếc loa súp, bởi vì cái kệ anh ấy khá là nhỏ, đâm ra là sẽ chọn một chiếc súp của thương hiệu Ericsson đến từ Pháp và có một cái thiết kế dạng súp úp và nó nhỏ gọn, do là kệ ở nội thất chung cư thì nó sẽ khó để kê được súp kích thước lớn hơn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển và đến nhà khách hàng để sẽ lắp đặt luôn. Và ngày hôm nay thì em sẽ quay lại toàn bộ quá trình thi công như là lắp đặt cái bộ dàn nghe nhạc xem phim tới từ những thương hiệu hàng đầu trong giới hi-fi, đó là Waffedel này, rồi Boston Acoustic, rồi súp Ericsson Planet súp, để chúng ta có những trải nghiệm tốt nhất. Thì đi kèm với đó thì nhà em đã tặng kèm cho anh một sợi dây quang xịn như thế này và một cặp dây loa đó đến từ Nhật Bản, để có thể phối ghép cũng như là sử dụng làm sao cho nó tốt nhất và an toàn nhất các bác nhá. Vâng, đây thì bọn em đã chuẩn bị tới dưới sảnh chung cư và chuẩn bị lên lắp đặt cái bộ dàn này cho vị khách chủ đầu tư mới ở đây. Thì các bác sẽ cùng theo dõi cái hành trình tiếp theo đây. Bộ audio sẽ setup và lắp đặt cái bộ dàn nghe nhạc và karaoke. Thì có lẽ là rất nhiều bác nói về vấn đề là bộ dàn này hát karaoke thì hơi đáng tiếc, nhưng mà thực sự là anh khách là một người cũng không quá chuyên sâu mà chỉ cần đòi hỏi nó phù hợp với nội thất, và đó là lựa chọn khách hàng, cũng rất là tôn trọng và ủng hộ những cái quyết định của khách hàng khi mà đưa ra. Thì bên em sẽ có những giải pháp cho nó phù hợp nhất cho tất cả khách hàng khi mà mua hàng tại Bờ Audio. Ok, và bây giờ sẽ cùng với em để lên trên nhà và lắp đặt các bác nhé. Thì khi mà bên em đã đến và bàn giao chuẩn bị lắp đặt cho chủ đầu tư thì quá trình lắp đặt sẽ được quay lại và các bác sẽ theo dõi ở trên kênh YouTube Bảo Audio, để chúng ta theo dõi hoàn toàn bộ quá trình bên em lắp đặt các bác nhá. Thì bây giờ hôm nay thì kỹ thuật viên sẽ khui ra và lắp lên trên toàn bộ cái hệ thống kệ này. Thì ở đây kệ thì nó do là trước khi mà anh khách làm nội thất thì cũng không tính cái việc là sẽ có kê loa có chân, do vậy là có lẽ là em sẽ kê cao cái chân loa lên và kèm cả loa luôn. Sau đó thì sau này sẽ phải làm lại nội thất để làm sao cho nó phù hợp với cái không gian nội thất này. Thì với không gian phòng khách thì nhà khách khoảng tầm 40m², nhưng mà khu vị trí ngồi thì nó khá là tiện, với vị trí ngồi khoảng 3m, khá là phù hợp để chúng ta nghe nhạc giải trí và cực kỳ tiện lợi với không gian như thế này, và nó không bị loãng âm thanh quá nhiều các bác nhá. Ok, bây giờ thì bên em sẽ tiến hành lắp đặt nhanh để chúng ta cùng trải nghiệm cái bộ combo phối ghép này các bác nhé. Vâng, và đây thì là quá trình bên em đã hoàn thiện thi công xong cái combo sản phẩm nghe nhạc và karaoke tới từ rất nhiều thương hiệu cho chủ đầu tư. Đó là một cái cặp loa Waffedel Linton 85, một trong những cặp loa mà có thể gọi là làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua, rất nhiều khách hàng đã yêu thích và lựa chọn nó. Đầu tiên là gì, cặp loa này thì có một cái thiết kế rất đẹp các bác, cực kỳ đẹp luôn, mà chúng ta có thể thấy là gì, ở bên ngoài sử dụng một cái màu vân gọi là màu đây là phiên bản màu mahogany các bác, rất là đỏ và nó kiểu gỗ tươi, rất là nhìn rất tươi và đẹp ở bên ngoài. Cặp loa 3 đường tiếng với khả năng nghe nhạc và có thể hát cả karaoke cũng được. Thì khách hàng đã lựa chọn một cái cặp loa với thiết kế cực kiểu heritage cổ điển như thế này, kết hợp cùng với lại một cái chiếc âm ly mà sử dụng mạch là mạch Class AB, là âm ly Boston Acoustic BA2250, một phiên bản một thương hiệu từ Mỹ, và có rất nhiều khách hàng đã yêu thích và sử dụng nó bởi vì nó tiện lợi và cực kỳ là dễ sử dụng đấy. Đặc biệt là gì, nó ở đây thì bọn em cũng chưa setup xong bởi vì là cần có máy tính nữa để căn chỉnh ở bên trong, thì phải can thiệp rất nhiều thứ để căn chỉnh các giải làm sao cho nó hay nhất, đâm ra là sẽ còn thêm một bước nữa để hoàn thiện. Và thêm một cái chiếc loa súp, đó là súp của thương hiệu
của Pháp, Ericsson Planet Swoop, với một cái thiết kế cũng rất là đẹp các bạn. Đây toàn bộ là những phiên bản đầu hi-fi trong phân khúc giá được mọi người yêu thích. Thì ngay sau đây thì em sẽ gửi các bác một số bản karaoke nhẹ nhàng trên cái cặp loa này, để các bác biết rằng loa này cũng có thể hát karaoke được. Tuy nhiên là nó cũng ít thôi, chủ yếu là nghe nhạc thì sẽ hợp lý hơn. Và khách hàng sẽ đang muốn sẽ kê lên trên cái kệ kia, tuy nhiên là bọn em đang chờ để setup lại cẩn thận để kê nó lên, sợ là nó cao quá thì có thể gây sập cái kệ. Đâm ra là hiện tại đang để ở dưới đất như thế này các bạn nhá. Đây là một combo khá là hay và có thể lựa chọn dễ dàng, và nhất là những căn chung cư có cái nội thất nó kiểu hơi hướng tân cổ điển thì các bác có thể tham khảo cái cặp loa này. Một là nó đẹp, hai là chất âm tốt, nghe tiếng trong và độ tĩnh là tốt. Thứ hai là các bác sẽ có thể sử dụng đa di năng, đặc biệt là những khách hàng mà gọi là mới chơi thì chúng ta có thể lựa chọn tham khảo, bởi vì là những khách hàng mà hiện tại như hôm nay chủ tư nhà em tư vấn và lắp đặt thì khách hàng không có nhiều nhu cầu thời gian nghe nhạc, chủ yếu là anh rất bận đi công tác nhiều, đâm ra là anh lựa chọn một cái combo nó thứ nhất là về hình thức nó phải đẹp đã, cái thứ hai là chất âm tốt, thứ ba là cái tính năng sử dụng nó nhiều, đó là combo này. Ok, và ngay bây giờ thì em sẽ gửi tới các bác một số bản test nhạc tới từ combo này, cũng như là một số bản karaoke để các bác có những cái hình dung trực quan hơn về cái bộ dàn này các bác nhé. Ngày nào anh yêu em, anh đã cất trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em đã quen với trời hạnh phúc mới. Em mới đóng lại về từ trong lăng lanh giá, tim anh như mộng thở từ sâu ân tình đó. Em không mùa đông ngày nào đã xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời bằng giá. Xưa hôn em một lần, rồi đau thương trăm lắm. Em yêu anh một ngày và xa anh trọn kiếp. Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông. Ôi mùa đông của anh chỉ là người điên trong muôn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Đây là anh Toản, chủ đầu tư của combo nghe nhạc và karaoke như đầu video em đã giới thiệu các bác. Thì rất mong anh Toản chia sẻ là trong quá trình anh Toản trải nghiệm cái combo nghe nhạc và karaoke này, mặc dù là anh cũng thậm chí là anh chưa tới showroom bên em nghe thử mà anh chốt qua online luôn và đến lắp đặt luôn, thì cái trải nghiệm của anh như thế nào khi mà anh vừa trực tiếp được xem các kỹ thuật viên của Bầu Audio lắp đặt cũng như là căn chỉnh cho anh trong quá trình anh trải nghiệm, thì anh có cái nhận xét như nào? Xin mời anh cho em xin một chút nhận xét được không ạ? Nói chung là mình cũng nghe nhiều dàn rồi, cũng một số hãng nổi tiếng như JBL với cả Bose thì mình cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cái hãng Watford Federal này, thì thực ra là mình rất là ưng ý về âm thanh với cả chất lượng các thứ, là rất là nghe rất là chuẩn và rất là hài lòng.